Chuẩn bị để chắc là One, two, three. One, two, three. Okay. It work? Okay. Okay. Chúng tôi rất là vui được chào mừng tất cả quý vị đến thờ phượng Chúa buổi chiều ngày hôm nay. Thật ra thì tôi rất là vui, hôm nay rất là vui đó, được vui được gặp quý vị. Có thể không gặp được hết nhưng mà gặp được những ai thì mừng mừng vì gặp được người đó, rất là vui. Cảm ơn Chúa khi chúng tôi thông báo về vấn đề nhóm trực tiếp ở tại đây đó, nhóm ở tại đây đó. Thì có những quý vị gọi điện thoại đến và xác định rằng chúng tôi sẽ đến nhóm, bởi vì đến thờ phượng Chúa nhà thờ thì nó vui hơn, tinh thần nó tốt hơn. Ở nhà đó nhiều khi thấy nó cũng căng thẳng quá đó, cho nên chúng tôi rất là muốn đến nhóm ở nhà thờ. Thì chúng tôi cảm ơn Chúa về cái sự khích lệ tinh thần đó, nhưng mà dầu vậy thì cũng có một số quý vị gọi điện thoại cho tôi biết là nói rằng là không thể đến được, bởi vì nó cũng có một vài cái vấn đề giống như là cảm cúm hay gì đó chẳng hạn, như vậy bị ho một chút chẳng hạn như vậy. Thì những người đó quyết định ở nhà thì tôi nghĩ là cũng tốt thôi. Thì cái vấn đề quan trọng mà tôi nhắc hôm qua, tôi gửi cái thông báo ra đây, tôi nhắc thật ra thì đến nhóm thờ phượng Chúa tại đây là điều mà rất là vui. Đó cũng là, tôi tin rằng đó cũng là điều mà Chúa muốn, bởi vì khi mình nhóm thờ phượng Chúa tại đây đó, không những mình được tập trung hơn, rồi mình có cơ hội gặp gỡ nhau, có cơ hội được trò chuyện cùng với nhau, đó là điều vui hơn. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự chưa có cảm thấy an toàn hoặc cảm thấy thoải mái đó, thoải mái cho mình và thoải mái cho người khác đó, thì chúng ta có thể nhóm thờ phượng Chúa tại nhà. Đó cũng là chuyện rất là tự nhiên mà thôi. Hội Thánh Người Hoa đó thì họ có thể một vài tuần tới đó, thì họ cũng sẽ nhóm ở bên cái bên Hội Thánh Người Hoa nói tiếng Hoa đó, thì họ thể nhóm trong này. Và cái nhóm tiếng Anh đó thì họ nhóm ở phía bên ngoài kia sáng ngày hôm nay. Cho nên vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì mình được đến đây, và cảm ơn Chúa vì chúng tôi được nhìn thấy quý vị tại đây. Đó là điều mà rất là vui. Thật ra khi đến nhà thờ, thờ phượng Chúa thì tôi nghĩ rằng đó là cái sự thoải mái hơn, cái sự tinh thần nó nhẹ nhàng hơn, thấy vui hơn. Và nhất là chúng ta được nhìn thấy nhau như vậy, đôi khi chúng ta chỉ cần nhìn nhau thôi mà không cần phải hỏi han trò chuyện gì hết thì cũng vui rồi. Thì đó là điều mà chúng tôi rất là vui. Cảm ơn Chúa và chúng tôi chào mừng tất cả quý vị. Do vậy thì chúng ta cũng không có thể nào mà nghĩ rằng tất cả mọi người có thể đến đây được. Tôi nghĩ rằng một số quý vị ngày hôm nay không thể đến đây được, bởi vì cần phải sắp xếp lại công việc trong gia đình đó, rồi là con cháu, hoặc là có những cái việc mà mình cần phải sắp đặt lại ở trong gia đình, cho nên mình không thể đến được. Nhưng mà những ai đến được thì chúng tôi rất là vui. Cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả quý vị. Cái sự hiện diện của quý vị cũng là một cái sự khích lệ tinh thần cho tôi, cho nhau và cho công việc Chúa chung. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa. Thì hôm nay thì chúng ta đến nhóm tại đây có một có Augie và Tina. Chúng tôi cũng cảm ơn Chúa vì hai người mới đi chơi và mới về phi trường John Wayne lúc 11 giờ mà bây giờ có mặt tại đây được, cũng là điều mà cảm ơn Chúa. Thì tôi nghĩ rằng là cái tinh thần thờ phượng Chúa là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên cũng có những người có em bé như là Sarah, như là Min, có thể nói rằng bà Chánh nữa, bà Chánh trông cháu cũng giống như trông con vậy đó, cho nên không có thể đến được, phải không? Cái đó là cũng là một điều mà chúng ta cũng phải hiểu và thông cảm cho. Nhiều khi các cháu nó còn nhỏ quá đó thì cũng không thể được. Nhưng mà có một người nữa mà tôi cũng rất là vui được gặp bà Thạch Lan ở tại đây. Chúng ta chào mừng bà Thạch Lan đó quý vị ha. Chúng ta chào mừng nhau, nhưng mà chúng ta chào mừng cho bà.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì tối hôm qua bà gọi và bà có thể đến thờ phượng Chúa cùng với chúng ta được. Tất nhiên chúng tôi chào mừng tất cả quý vị tại đây. Chúng ta là những người trong gia đình, chúng ta đến thờ phượng Chúa chung cùng với nhau được. Và có một điều nữa, khi chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì khi chúng ta được thờ phượng Chúa tự do như vậy, được bình an như vậy, thì chúng ta nhớ đến các con cái của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt ở bên Texas. Bây giờ thì quý vị biết rằng cái tình hình bên đó cho đến ngày hôm nay thì cái thời tiết nó đã hơn, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ rất là khổ, không ạ? Rất là khổ bởi vì cái thời tiết như vậy. Trong mấy ngày qua có những người thì trong gia đình có người mất người thân chẳng hạn như vậy, vì cứ bão tuyết như vậy, rồi là cái vấn đề hư hoại như vậy. Và chính phủ thì họ nói rằng chính phủ họ có thể chi ra khoảng 5 tỷ tiền Mỹ cho cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra có thể không ăn nhầm ở đâu hết. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì chúng ta cảm ơn Chúa về những gì chúng ta có được tại đây. Khi tôi bước ra khỏi nhà, tôi nói thời tiết tại đây ấm áp như vậy, ước chi mình chia sẻ với người bên Texas một chút thì cũng được, phải không ạ? Tất nhiên ở bên đó thì mọi người nói chung, tôi nghĩ rằng kể cả những con cái của Chúa, họ cũng tận dụng mọi cơ hội để họ có thể chia sẻ được những gì đối với những người trong hoàn cảnh gặp khó khăn. Thì tôi thấy rằng nhiều những người bên đó họ cũng đã thực hiện, và cũng có những con cái của Chúa bên đó họ cũng làm điều đó. Cho nên vì vậy, tôi mong rằng khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa nhiều hơn vì chúng ta có những cái thì giờ quý báu như vậy. Tất nhiên thì cũng như tôi nhắc quý vị ở trong cái thông báo đó, thì chúng ta đến đây như vậy được điều rất là tốt. Một số quý vị đã được trích ngừa, phải không ạ? Một số quý vị đã được trích ngừa đợt 1, có thể có những người có đợt 2. Không biết có ai đấy đã trích ngừa đợt 2 chưa quý vị? Có thể hỏi có ai đã trích ngừa đợt 1 chưa quý vị? Ồ, cảm ơn Chúa rồi quý vị. Ồ, quý vị hay quá vậy. Quý vị đã trích ngừa đợt 1 rồi, như vậy là cảm ơn Chúa rồi. Nhưng mà nếu mà ai trích ngừa đợt 2 được thì cũng là điều cảm ơn Chúa. Có những người cũng đã chuẩn bị như vậy. Có những người thì nói với tôi rằng tại sao có những người bằng tuổi mục sư rồi mà được trích ngừa, mà tôi không được trích, mục sư không được trích ngừa là tại sao? Tôi nói có thể tại vì tôi chưa có cho tôi trích ngừa thì không có sao hết. Nhưng mà tuy nhiên thì có những trường hợp thì dù cho là dưới 65 tuổi nhưng cũng được trích ngừa, nhưng mà đó là những trường hợp đặc biệt, phải không ạ? Có một số chỗ thì họ cho biết như vậy. Ngay cả hôm trong tuần vừa qua thì có người họ cũng gửi email cho tôi và họ cho biết rằng là có những người trên 65 tuổi, nếu mà ai chưa được trích ngừa thì có thể đến ghi danh để trích ngừa tại Long Beach, tại vì họ có hơn 2.300 cái mũi trích ngừa tại đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là quý vị đã ghi danh, quý vị đã có những cái chỗ mà ghi danh tại đây, như vậy thì đó cũng là điều mà cảm ơn Chúa. Nhưng mà dầu vậy thì dù quý vị đã được trích ngừa hay là quý vị chưa trích ngừa, thì chúng ta cũng cảm ơn Chúa và nhờ cậy Chúa trong sự chăm sóc, trong sự bảo vệ, dẫn dắt mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên rất là vui được chào mừng tất cả quý vị đến thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Có thể tại vì tôi rất là vui khi gặp quý vị, tôi cũng muốn chia sẻ rất là nhiều điều. Nhưng bây giờ thì chào mừng tất cả quý vị đến trong sự thờ phượng Chúa. Mời ban thờ phượng đến đây để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Và ước mong rằng quý vị ở nhà hay là quý vị có mặt tại đây, chúng ta cũng sẽ cùng nhau hát để ca ngợi Chúa, để chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa buổi chiều ngày hôm nay. Tất nhiên khi thờ phượng Chúa thì chúng ta cùng nhau tập trung vào cái đối tượng của chúng ta thờ phượng, đó là Chúa. Tập trung vào và xin Chúa ban phước cho chúng ta trong sự thờ phượng Chúa tại đây. Chúng ta sẽ cùng nhau hát ca ngợi Chúa. Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bao con. Unto thee, O Lord, I lift up my soul. Unto thee, O Lord, I do lift up my
soul. Oh Lord my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemy triumph over me. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Ân từ đi, O Lord, I lift up my soul. Unto thee, O Lord, I do lift up my soul. O Lord, my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemy triumph over me. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thờ nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Có một điều rất là đặc biệt ở những người có niềm tin nơi Chúa. Chúng ta tin chắc chắn một điều rằng Thiên Chúa đã đấng bao bọc mỗi đời sống của chúng ta. Dù cho cái xã hội này, trong đời này có những sự thay đổi gì, thì Chúa vẫn có quyền bảo vệ mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta xác định điều đó, thì cũng là cách mà chúng ta có được cái sự bình an ở trong đời sống của mình. Thế là hãy nhờ cái Chúa, tìm kiếm Chúa, thì Chúa sẽ ban sự bình an của Chúa tuôn tràn trên mỗi đời sống của chúng ta, dù đời sống có những cái sự nghịch cảnh. Buổi chiều ngày hôm nay thì tôi dùng Thi Thiên thứ 95 từ câu 1 đến câu số 7. Và đây là Thi Thiên nhắc nhở về tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi đời sống của chúng ta, và ý nghĩa trong sự thờ phượng Thiên Chúa, và ý nghĩa trong sự bảo vệ, trong sự gìn giữ của Chúa đối với mỗi đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là bề trên của Ngài, Chúa là Chúa của chúng ta, là đấng đã tạo dựng lên vũ trụ này. Cho nên tôi muốn mời quý vị coi Thi Thiên này, và chúng ta với cái tinh thần chúng ta suy gẫm về Thi Thiên thứ 95 này từ câu 1 đến câu số 7, để chúng ta có thể bước vào trong sự thờ phượng Chúa với tinh thần chúng ta cùng nhau, để chúng ta có thể thờ phượng Chúa với đúng cái trọng tâm, với đúng cái mục đích, và với có được cái niềm vui, cái sự bình an vì chúng ta được cùng nhau thờ phượng Chúa. Cho nên vì vậy trong Thi Thiên này thì tôi trong Thánh Thi, thật ra Thánh Thi là Thi Thiên, nhưng trong bản dịch mới thì chúng tôi dùng chữ Thánh Thi. Có rất là nhiều bản dịch, có những bản dịch dùng Thi Thiên, có những bản dịch thì dùng Thánh Thi, nhưng mà trong hai điều đó đều có tính cách là ca ngợi Thiên Chúa. Cho nên tôi mời quý vị sẽ cùng đọc những cái câu này, nếu quý vị có thể đọc được, hoặc nếu mà đây nhanh quá thì quý vị có thể theo dõi. Ok, mời quý vị coi cái video clip này. Hãy đến ca hát tán dương Chúa. Hãy reo hò cho Chúa là vầng đá cứu rỗi chúng ta. Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ. Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài. Vì Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần. Ngài nắm trong tay các vực sâu của quả đất. Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài. Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng. Lục địa cũng do tay Ngài tạo lên. Hãy đến cúi đầu và thờ phượng Ngài.
hãy quỳ trước mặt Chúa đấng tạo hóa chúng ta. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta là con dân mà Ngài chăn giữ, là đàn chiên mà tay Ngài bảo vệ. Hãy đếm ca hát tán dương Chúa. Giờ đây hãy tôn thờ Ngài. Trong bối cảnh khi xưa đó thì người ta thờ phượng Chúa, người ta có thể quỳ ở trong đền thánh của Chúa hoặc là quỳ trước mặt Chúa với cái tinh thần bằng cả cái thân thể của chúng ta. Nhưng mà trong khi chúng ta sống trong thời nay đó, chúng ta có thể quỳ ở trước mặt Chúa bằng cả tâm hồn của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa, bằng cả tâm trí của chúng ta, bằng cả sự yêu mến của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa. Có như vậy chúng ta nhận biết rằng cái sự thờ phượng Chúa nó sẽ thật rất là cả đích thực đến trên mỗi đời sống của chúng ta. Điều rất là quan trọng mà chúng ta thờ phượng Chúa có nghĩa là chúng ta tin. Chúng ta tin những gì Chúa dạy chúng ta. Chúng ta tin những gì mà chúng ta nhận biết trong cái sự dạy dỗ của Chúa, trong sự trong những tiếng phán của Chúa qua lời của Ngài. Cho nên vậy chúng ta xác định rằng chúng ta tin rằng Chúa hiện diện tại đây. Thứ nhất trong cảm nhận của chúng ta. Thứ hai đó là trong lời hứa của Chúa. Và Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài hứa điều gì thì Ngài sẽ thực hiện điều đó. Cho nên Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng với dân sự của Chúa, bất cứ ai đến thờ phượng Chúa hoặc là ở đâu có đôi ba người nhóm lại nhân danh Chúa thì Chúa sẽ ngự giữa họ, Ngài hướng dẫn họ, Ngài ban phước cho họ. Cho nên chúng ta sẽ hát chung với nhau bài hát và nhận biết rằng Chúa đang ngự ở trước chúng ta, đang hiện diện. Có điều rất là quan trọng, Chúa là đấng vĩ đại, Chúa cũng là bác sĩ đại tài, và có rất là nhiều người nhận được sự chữa lành của Chúa khi họ ở trong sự hiện diện của Ngài, trong sự chúc phước của Chúa. Cho nên khi chúng ta cảm nhận rằng ồ, Chúa hiện diện với chúng ta cảm nhận rằng Chúa động đến chúng ta cảm nhận rằng Chúa chữa bệnh cho chúng ta, cái đức tin đó sẽ giúp chúng ta có được cái phước hạnh khi chúng ta nhận được từ nơi Chúa. Con tin có Chúa đang ngự giữa đây, con tin có Chúa đang ở với con. Nguyện Ngài chạm đến tâm con, nguyện Ngài chạm đến thân con. Bao nhiêu gian nan huyết Ngài xóa bôi, bao nhiêu đau đớn u sầu cuốn trôi. Ô Ngài chạm đến tâm con, ô Ngài chạm đến thân con. Bao nhiêu tội lỗi xin Ngài thứ tha, bao nhiêu gian ác xin Ngài quăng xa. Ô Ngài chạm đến tâm con, ô Ngài chạm đến thân con tin có Chúa đang ngự giữa đây, con tin có Chúa đang ở với con. Nguyện Ngài chạm đến tâm con, nguyện Ngài chạm đến thân con. Bao nhiêu gian ác huyết Ngài xóa bôi, bao nhiêu đau đớn u sầu cuốn trôi. Ô Ngài chạm đến tâm con, ô Ngài chạm đến thân con. Bao nhiêu tội lỗi xin Ngài thứ tha, bao nhiêu gian ác xin Ngài quăng xa. Ô Ngài chạm đến tâm con, ô Ngài chạm đến thân con. Ô Ngài chạm đến tâm con, ô Ngài chạm đến tâm con. Ô Ngài
Ngài chạm đến thân con, ô Ngài chạm đến tâm con. Kính quý vị cảm nhận được cái điều đó ở trong chính đời sống của mình bằng đức tin á, thì tôi tin rằng đó là một trong những cái mối liên hệ chúng ta với Chúa, nó rất là mật thiết và nó rất là gần gũi, và chúng ta có thể cảm nhận được Chúa hiện diện, cảm nhận được Chúa rất là gần gũi. Ngài có thể động chạm đến chúng ta, dẫn dắt chúng ta, bảo vệ mỗi đời sống của chúng ta. Và có như vậy đó, chúng ta hãy muốn được như vậy đó, chúng ta cần phải tập trung vào Chúa. Cái điều quan trọng là chúng ta phải tập trung vào Chúa thì chúng ta mới có thể nhận biết được điều đó trong chính đời sống của mình. Đã đến đây thờ phượng Chúa, đừng để bất cứ điều gì chi phối mỗi đời sống của chúng ta. Actually, is it very important when we come to worship God, we have to believe. Believe that God's present with us and God promised to bless us. So if we believe that, and God will bless us. Very important that we believe God present with us. God bless us when we worship Him. So let us sing this song together. Khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng còn yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng còn khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Cha yêu dấu. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha. Con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng.
một kính cha, con yêu mến ngài mãi, nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ tôn cha. Chọn đời con chỉ để thờ phượng cha, yêu dấu lòng con tôn kính cha, con yêu mến ngài mãi, nguyện dâng chọn đời con chỉ để tôn thờ cha. I ask you to stand up and dedicate this time into God's hand. Kính lạy Chúa, dâu chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Vì trong đời sống của chúng con, một trong những bí quyết mà Chúa dạy đó là chúng con gần gũi với Chúa thì sẽ nhận được mối tương giao mật thiết đối với Ngài. Sẽ nghe được tiếng Chúa dạy bảo, nghe được tiếng Chúa phán vào mỗi đời sống của chúng con, nhận biết sự dẫn dắt của Ngài, nhận biết được sự bao bọc của Chúa. Dù khi chúng con đối diện với những sự khó khăn, thử thách, thì Ngài vẫn ở gần, Ngài đồng hành cùng với chúng con, Ngài bao phủ chúng con, và Ngài giúp chúng con có thể vượt qua khỏi những sự khó khăn, thử thách, và đưa chúng con đến niềm vui trong sự bình an mà Chúa ban cho mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con tin rằng Chúa hiện diện với chúng con, bởi vì Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho những người ở trong sự hiện diện của Chúa, trong sự thờ phượng Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng Chúa. Với tấm lòng thành, chúng con đến trước mặt Chúa buổi chiều ngày hôm nay. Chúng con muốn thưa với Chúa rằng chúng con yêu mến Chúa. Chúng con muốn thưa với Chúa rằng chúng con muốn sống cho mục đích của Chúa để đem vinh hiển cho danh của Ngài. Sự hiện diện của những con cái của Chúa tại đây cũng là điều mà chúng con xác nhận điều đó ở trước mặt Chúa. Dẫu vậy, có những con cái của Chúa không thể đến đây được. Con tin rằng Chúa hiểu được hoàn cảnh của họ. Chẳng phải vì họ không muốn đến, nhưng mà vì cơ hoàn cảnh họ chưa thể đến được. Chúng con tin rằng Chúa là đấng biết tất cả mọi sự. Bởi vì Ngài là đấng vô sở bất tri, vô sở bất tài và vô sở bất năng. Cho xin Chúa Ngài biết được sự hiện diện của họ, và Ngài ở trong đứng trong sự hiện, họ đứng trong sự hiện diện của Chúa ở bất cứ nơi đâu họ đang có mặt trong thời gian này. Cho nên chúng con tin rằng Chúa ban phước cho họ. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước cho họ để họ có thể tập trung vào trong sự thờ phượng Chúa cùng với chúng con, để cho họ có sự bình an và mọi sự thờ phượng Chúa đối với họ trong buổi chiều ngày hôm nay được thuận tiện ở trong cái không gian không bị chi phối bởi những người khác, thuận tiện trong tất cả những cái vấn đề phương tiện để giúp cho họ trong sự thờ phượng Chúa. Thiên Chúa ban phước cho họ. Và nếu ai có những sự đau yếu, có những sự bệnh tật, có thể những cái sự khó chịu trong thân thể của họ, còn tin rằng Chúa là bác sĩ đại tài, xin Chúa chữa bệnh cho họ. Và xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con được tự do mọi bề trong sự thờ phượng Chúa. Dù chúng con ở nhà hay khi chúng con ở tại đây, chúng con cũng hướng về Chúa để thờ phượng Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước cho chúng con trong sự thờ phượng Chúa. Không phải cho chúng con tại đây không thôi, nhưng mà con cũng cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng Chúa trong một cái khung cảnh được bình an, trong một khung cảnh được thuận tiện, được tốt đẹp, từ cái phương tiện cho đến thời tiết. Nhưng mà có rất là nhiều người khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Texas, thì họ gặp rất là nhiều những sự khó khăn. Xin Chúa ban phước cho họ, an ủi họ,
và giúp cho chính quyền họ có thể làm những gì tốt đẹp nhất để tạo khôi phục lại những cái phương tiện cần thiết cho chính đời sống của con người, và giúp cho những người ở tại đó có thể sớm phục hồi lại cái tất cả cái sinh hoạt để họ có thể sống một đời sống tốt đẹp, được bình an. Nhất là những người thờ phượng Chúa, họ có thể yêu mến Chúa càng hơn. Những người chưa biết Chúa, họ có thể biết Chúa và gần gũi với Chúa càng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. As we gathering to worship our Heavenly Father, wherever we are, we believe we are under your presence with us. So we just give thanks to you for all the opportunity. We show our love to you through the to worship. So we ask you, with the Holy Spirit, guide us to worship. Help us to focus on you, not on ourselves. We just ask you to help us to bring glory to your name. So may the Holy Spirit guide us to this worship and help us to understand what you want to teach us today or what you want to bless us today. So we just want to give thanks to you and commit this service into your hand. Chúng con xin dâng cho Chúa sự thờ phượng này và cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời Jehovah Thánh Đế là chân Chúa Abraham, từ xưa cho đến vĩnh viễn đồng tôn bác ai siêu phàm. Trời đất thế giới chứng minh từ hữu về hữu duy ngài, là đây con tung hô chỉ thánh hiền bình lâu dài. Lời Jehovah Thánh Đế nhà lên cao minh Chúa ban, dìu con xa nhân thế đến tường thiên thỏa vui nhẹ nhàng. Kẻ phú quý thay áo không, con phản xa hữu duy ngài, là kiên che thân cây thắt phù bóng đỡ che con hoài. Tuyên nhân danh thánh là lời con tin xác định, nhờ chỉ mừng kia gương khánh mở con cất lên thiên đình. Ở đó biết bài thánh nhân tôn thờ quyền phép thiên thượng, mừng vui ca kẻ ân điển trôi sáng suốt cõi miên trường. Nghìn muôn tình bình đẳng thân, ta ơn ta ngôi thánh thầy, nơi cha con lên ca khúc trầm thăng chúc tôn đêm ngày. Chúa Abraham, Chúa con cùng con Abraham, cùng cả ba ngôi chân Chúa bộ đôi dũng huy siêu phàm. Cảm ơn Chúa. Kính mời quý vị an tọa. You may sit down. Chúng ta cảm ơn Chúa vì khi chúng ta ca ngợi Chúa thì đó là cái điểm, cái đặc điểm rất là quan trọng, cái mục đích chính khi chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa.
Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa rất là công bình và Chúa rất là yêu thương, Chúa rất là nhân từ. Cho nên khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa thì Ngài dạy dỗ mỗi đời sống của chúng ta. Và Ngài dạy dỗ chúng ta qua lời của Chúa. Cho nên vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau nghe lời của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay, được chép trong sách Phúc âm Luca đoạn 20, câu 9 cho đến câu số 26. Let us continue to worship God according to the Gospel of Luke chapter 20, verse 9 to 26, which is as you follow. Listen well, and also English speaking, follow on the screen. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay tôi xin đọc lời Chúa trong sách Luca, đoạn 20, câu 9 đến câu 27. Ngự ngôn về vườn nho và các tá điền. Ngài bắt đầu kể ngụ ngôn này cho dân chúng. Một người kia trồng một vườn nho cho tá điền thuê, rồi đi xa một thời gian dài. Đến mùa, chủ sai một đầy tớ tới gặp các tá điền để thu phần hoa lợi họ sẽ nộp cho mình. Nhưng các tá điền đánh đập đầy tớ ấy và đuổi về tay không. Chủ sai một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, chửi mắng rồi đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, nhưng họ đánh đập nó, trọng thương rồi quăng ra ngoài. Chủ vườn nho nói, ta làm gì bây giờ? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đi, chắc họ sẽ nể con ta. Nhưng khi thấy con trai chủ, các tá điền bèn với nhau, đây là đứa con trai thừa từ, ta hãy giết nó đi, gia tài sẽ thuộc về chúng ta. Họ quăng con trai chủ ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn nho sẽ xử họ thế nào? Chủ sẽ sai đến diệt bọn tá điền ấy và giao vườn nho cho người khác. Nghe xong họ nói, đời nào có chuyện ấy? Nhìn thẳng họ, Ngài hỏi, thế thì câu kinh thánh này có ý nghĩa gì? Phiến đá bị các thợ nề loại bỏ lại trở nên đá đầu góc nhà. Ai rơi nhầm đá ấy sẽ bị vụn nát, còn đá ấy rơi nhầm ai thì nghiền nát kẻ ấy ra như bột. Ngay giờ ấy, các chuyên gia kinh luật và các thành thế lễ đều tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài dùng ngụ ngôn này ám chỉ họ, nhưng họ còn sợ dân chúng. Họ theo dõi Ngài, sai mật thám, giả dạng người lương thiện, rồi đi rình mò bắt lỗi Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho các nhà cầm quyền và tòa thống đốc La Mã. Bọn mật thám gài hỏi Ngài, chúng tôi biết Thầy nói và dạy chính trực, không thiên vị ai, nhưng trung thực dạy đường lối của Đức Chúa Trời. Vậy chúng tôi có nên đóng thuế cho Caesar hay không? Nhận thấy mưu kế quỷ quyệt của họ, Ngài bảo, hãy đưa ta xem một đồng tiền, hình và danh hiệu của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Ngài phán, thế thì những gì của Caesar hãy trả cho Caesar, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Họ không thể nào bác lỗi lời của Ngài trước mặt dân chúng. Sửng sốt về câu trả lời của Ngài nên họ đành câm miệng. Đó là lời của Chúa, xin chúng ta đọc, nghe, suy gẫm và làm theo để được phước của Ngài. Amen. Trước khi chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa, tôi mời quý vị cùng hát cái bài hát này như là một cái tâm tình nhân bằng lời cầu nguyện để chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa. Let us sing this song. We have the object, we have the subtitle to the English speaking, try the best you can to see, to watch it, or to sing along with. Ngài
suy nghĩ về lời Giêsu dẫn ra đường lối của con. Ở đâu làm gì khi sáng hoặc tối, có tay Giêsu dìu dắt cho đời. Giêsu dắt tôi, Giêsu dắt tôi, chiếc tay Giêsu hàng dẫn ra tôi. Nguyện là môn đồ tin chung suốt đời, với tay Giêsu dìu dắt không rời. Dẫu có khi gặp nguy cảnh nghịch thời, cũng như lúc mà toàn cảnh thu vui, khúc sông êm lặng nơi biển gặp sóng, lòng tay Giêsu thả chẳng nao lòng. Giêsu dắt tôi, Giêsu dắt tôi, chiếc tay Giêsu hàng dẫn ra tôi. Nguyện là môn đồ tin chung suốt đời, với tay Giêsu dìu dắt không rời. Cầm tay Chúa đồng hành, quyết không bối rối sầu não kiếp kinh. Dẫu phước hay hòa tôi vững lòng biết, có tay Giêsu dìu dắt ven thuyền. Giêsu dắt tôi, Giêsu dắt tôi, chiếc tay Giêsu hàng dẫn ra tôi. Nguyện là môn đồ tin chung suốt đời, với tay Giêsu dìu dắt không rời. Đến khi công việc trên đất vẹn toàn, với ơn cứu Chúa rào khung khai hoàn. Chẳng nào từ hạ sao sống về trước, với tay Giêsu dìu dắt mọi đường. Giêsu dắt tôi, Giêsu dắt tôi, chiếc tay Giêsu hàng dẫn ra tôi. Nguyện là môn đồ tin chung suốt đời, với tay Giêsu dìu dắt không rời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chuẩn bị cho sự nghe lời của Chúa. Ở trong tờ chương trình của quý vị, trong tờ chương trình của quý vị có một cái câu kinh thánh ở trong sách Sách Phúc Luca đoạn 20 câu số 25. Nên tôi mời quý vị đọc chung cùng với nhau. Có thể trong cái bản in nó không có thể rõ lắm, có một vài cái chữ nó không có rõ lắm, tôi xin quý vị chúng ta cố gắng đọc, nhưng mà tôi nghĩ là quý vị cũng có thể đọc được. Tất nhiên là trong Phúc Luca đoạn 20 câu 9 đến câu 26 đó, thì đó là cả một cái bối cảnh ở trong bây giờ mà Chúa dạy dỗ các môn đệ của Chúa. Tất nhiên khi đọc kinh thánh đó, thì chúng ta phải coi thượng và hạ văn thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn trong cái bối cảnh đó. Có thể không phải là đoạn 20 không thôi, nhưng mà có thể là đoạn 19 và có thể đoạn 21, 22 và 23. Là trong cái bối cảnh này thì quý vị có thể hiểu rõ câu chuyện tại sao Chúa dạy các môn đệ của Chúa như vậy. Nhưng mà khi chúng ta suy gẫm đó, thì chúng ta tập trung vào trong cái câu này, nó là cái chủ đề chúng ta suy gẫm trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi mời quý vị đọc chung cùng nhau. Let us read one verse, verse 25. You know, we read in Vietnamese, on the English, just read along. Xin mời quý vị đọc chung cùng nhau bằng tiếng Việt. Họ đáp của Caesar, Ngài phán, thế thì những gì của Caesar hãy trả cho Caesar, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được cùng nhau đến đây để thờ phượng Chúa và cảm tạ ơn Chúa vô cùng.
Khi chúng con ở trong sự hiện diện của Chúa thì Ngài chúc phước cho chúng con. Ngài chúc phước ở trong buổi chiều ngày hôm nay bằng cách Ngài dùng lời của Chúa phán với chúng con. Thì giờ này xin Thánh Linh của Chúa giúp chúng con được nghe, được hiểu và sau này cũng có thể áp dụng những điều đó vào trong chính đời sống của chúng con và trong đời sống theo Chúa. At this time, I just thank you, our Heavenly Father, special the Holy Spirit guide us to listen to this, to the scripture. So that we meditate the words, we just pray that it, you help us to understand this message. Special with me, I just pray that it, you use me to transfer the message to your people. Chúng con cảm ơn Chúa và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, trong tháng 1 đó thì tôi giảng về trong sách Sáng Thế Ký. Tại đầu năm đó thì tôi giảng từ Sáng Thế Ký nói về sự bắt đầu, sự khởi đầu. Và sau đó thì tôi giảng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, rồi đoạn 12, rồi đến đoạn 22 thì nói về đức tin, và đến đoạn 37 thì nói về cái kết quả của vấn đề đức tin, nói về cái chương trình của Chúa đối với Abraham, đối với Isaac và Jacob lúc bây giờ. Sang đến tháng thứ hai đó thì tôi giảng về cái đề tài, nói về Cơ Đốc nhân, là người tuần đầu tiên chúng ta học chung với nhau về cái ý nghĩa của người Cơ Đốc, của người Cơ Đốc nhân. Thì đúng ra lúc đầu tiên đó, thì họ dùng cái từ Cơ Đốc nhân, nhưng mà sau đó đó người ta thấy rằng cái từ Cơ Đốc nhân nó có những trường hợp nó không đúng, mà nó có trường hợp nó bị lạm dụng đó, thì người ta dùng cái từ chung chung đó là Cơ Đốc giáo. Thì đó là vấn đề như vậy. Tuần trước đó thì chúng ta vì cứ là Tết nên tôi giảng nói về sự tin cậy Chúa. Tuần này thì tôi giảng về vấn đề người Cơ Đốc tiếp cận với vấn đề kinh tế. Thưa quý vị, chúng ta là những người con cái của Chúa. Khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta phải hiểu một điều rất là quan trọng. Không phải tin Chúa là chúng ta phó mặc cái thế gian này, không cần quan tâm. Nhưng mà chúng ta chỉ có hướng về Chúa không thôi, không phải như vậy. Thật ra khi chúng ta tin Chúa rồi đó, thì Chúa muốn chúng ta có thể có liên hệ nhiều hơn với cái thế gian này. Liên hệ để làm chi? Liên hệ để giúp cho những người khác biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Liên hệ để cho những người khác thấy được sự vinh hiển của Thiên Chúa, thấy được ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, thấy được cái mục đích của Thiên Chúa trong chính đời sống của họ, để họ có thể nhận biết, tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho chính đời sống của họ. Cho nên vì vậy, chúng ta cần phải biết rằng chúng ta sống ở trong thế gian này, chúng ta cũng có bổn phận trách nhiệm. Cho nên vì vậy đó, thế giới ngày hôm nay chúng ta biết rất là rõ về vấn đề kinh tế đó. Thì chúng ta biết rằng thế giới ngày hôm nay đó, nó có hai cái hệ thống kinh tế đang tham gia vào một cuộc đấu tranh để giành chiến thắng trong nền văn minh hiện tại của chúng ta. Tất nhiên hai cái nền kinh tế đó, quý vị biết rằng đó là kinh tế của chủ nghĩa xã hội và kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Tất nhiên nếu quý vị chúng ta đã học thì hai cái nền kinh tế đó nó có những cái ý thức nó khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta là những người con cái của Chúa đó, thì chúng ta biết rằng thật ra đó, cho đến bây giờ đó, thì chỉ có Chúa mới biết được rõ rằng sau này cái điều gì sẽ tồn tại. Cơ Đốc giáo thì chúng ta là những người con cái của Chúa đó, thì chúng ta biết rất là rõ rằng dù cho chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản đó, thì cái tầm nhìn hay cái niềm tin hay cái cách nhìn của người Cơ Đốc giáo đó, chúng ta không bị lệ thuộc vào cả hai cái vấn đề đó. Không bị lệ thuộc vào tầm nhìn của chủ nghĩa tư bản, không lệ thuộc vào tầm nhìn của chủ nghĩa xã hội. Bởi vì cái chủ nghĩa xã hội đó, thì mọi người họ coi tài sản là tài sản chung của xã hội, tài sản của chính quyền. Đó là cái hệ thống được xây dựng, những cái tài sản đó mà quý vị biết rất là rõ. Và ở tại những cái nước cộng sản như Việt Nam chẳng hạn như vậy, quý vị biết rất là rõ tại sao ngày hôm nay người ta có thể đến, người ta có chiếm nhà, chiếm đất, người ta có thể tịch thu, hoặc là người ta có thể trưng dụng bất cứ cái điều gì mà họ cho là phải. Nhưng mà đối với xã hội với vấn đề là chủ nghĩa tư bản á, thì mọi người họ cho rằng cái sở hữu tài sản á là sở hữu của cá nhân, sở hữu của cá nhân. Và cá nhân nếu mà được càng kiểm soát bao nhiêu đó thì càng tốt bao nhiêu, quý vị biết rất là rõ như vậy. Ngay cả chính quyền ngày hôm nay có nhiều cái chỗ mà họ muốn sử dụng thì họ phải thuê
thuê của tư nhân, những cái phương tiện như vậy, những cái tài sản như vậy để họ có thể sử dụng cho vấn đề quốc gia. Cho nên tài sản đối với cái hệ thống của chủ nghĩa xã hội đó, thì họ nói rằng cái tài sản là tài sản của chung. Nhưng mà đối với tư bản thì tài sản đó là tài sản, người ta nói là tài sản đó là tài sản của riêng, tài sản của riêng. Nhưng mà đối với chúng ta là những người con cái của Chúa, thật ra đó, hai cái điều đó không có điều nào đúng hết. Không có điều nào đúng hết. Chỉ có tất cả chúng ta nhận biết rằng chỉ có tất cả những điều đó, chỉ có Chúa mới là chủ của những điều đó mà thôi. Chỉ có Chúa đó mới là chủ của tất cả những điều đó mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ này. Mọi thứ trong vũ trụ này có được là do Chúa mới có được, chẳng phải do con người mà có được. Con người được tạo dựng sau khi Thiên Chúa đã tạo dựng lên muôn loài thọ tạo khác để giúp cho con người có một đời sống tốt đẹp hơn. Chỉ có như vậy mà thôi. Cho nên Chúa mới là chủ của tất cả những cái tài sản đó. Cho nên vì vậy đối với chúng ta là những người con cái của Chúa, cần phải suy nghĩ rõ như vậy. Và cũng chính vì cái điều đó như vậy đó, chúng ta biết rằng Chúa cho chúng ta có những cái tài sản như vậy để chúng ta có thể sử dụng nó một cách tốt đẹp hơn. Nhưng mà tuy nhiên đối với ngày hôm nay, chúng ta biết rằng hai cái hệ thống về cái nền kinh tế như vậy đó, thì cái vấn đề kinh tế đó, người cái vấn đề sử dụng cho công việc nhà Chúa đó, có nhiều chỗ đó, có nhiều quốc gia đó, nó gây cản trở cho đời sống của những con cái của Chúa, của những con cái của Chúa. Và cái vấn đề sử dụng nhiều khi nó không được hữu hiệu. Tất nhiên ở tại Mỹ này đó, thì cái vấn đề mà sử dụng cái tài sản mà con người có đó ngày hôm nay đó, nó có thể được dễ dàng hơn ở nhiều quốc gia khác. Nhưng mà dầu vậy thì chúng ta cũng nhận biết rằng tất cả những điều đó đều đến từ nơi Chúa, và Chúa mới là chủ của những điều đó. Cho nên là những người con cái của Chúa, khi chúng ta cảm ơn Chúa, khi chúng ta nhận biết rằng những gì chúng ta có được là của Chúa, cho nên chúng ta sống một đời sống phục vụ Chúa trong niềm tin, dâng hiến cho Chúa một cách rất là dễ dàng, và chúng ta không cảm thấy khó khăn gì. Bởi vì Kinh Thánh hoặc là những bài hát chúng ta hát đó, Chúa ban cho thì Chúa cũng có quyền cất đi. Và nếu Chúa muốn ban cho ai, đó là quyền của Chúa. Và nếu Chúa muốn ai giữ được những điều đó, đó là quyền của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta biết rất là rõ, người ta nghĩ rằng ồ, cái tài sản của người này, tài sản của người kia, họ là chủ. Nhưng mà thật ra không phải. Nó chỉ là một sự chuyển đổi mà thôi. Nếu quý vị đọc báo thì quý vị thấy rằng đó, ngày trước thì họ nói rằng cái hãng xe Tesla đó, là họ đó là cái ông chủ đó là giàu nhất. Nhưng mà họ nói bây giờ không phải, Amazon, cái ông chủ của Amazon mới là người giàu nhất. Thì họ có thể thay đổi bất thường, có thể thay đổi một đêm thôi. Cũng có thể một đêm có những người họ về vấn đề chứng khoán, có thể họ tăng lên cả $1,000,000 hoặc là bao nhiêu triệu đô chẳng hạn như vậy. Cũng có thể chỉ một đêm hoặc là một giờ thôi, nó có thể mất đi rất là nhiều, đại khái như vậy. Cho nên vì vậy đó là cái sự chuyển tiếp mà thôi. Nhưng mà trong tất cả mọi sự, chúng ta nhận biết rằng tất cả những gì chúng ta có được trên đời này, chúng ta nhận biết được điều đó, cái tài sản mà chúng ta biết rằng chúng ta đang sử dụng, tất cả những điều đó đều là do Chúa là chủ mà thôi. Chúng ta chỉ là những người, cái Thánh nói rằng chúng ta chỉ là những người quản gia mà thôi. Mà cái điều đó rất là đúng. Điều đó rất là đúng. Tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay, khi chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng, thì khi chúng ta từ giã cõi đời này cũng với hai bàn tay trắng mà thôi, không đem theo được cái gì. Tại có những người thì cố tình bằng cái này cái khác, nhưng mà thưa quý vị, không đem theo được cái này. Bởi vì tất cả những điều đó chỉ là sự chuyển tiếp giữa người này người khác mà thôi. Cho nên vì vậy, khi chúng ta là những người con cái của Chúa đó, chúng ta tiếp cận với vấn đề kinh tế, thì chúng ta hiểu rõ cái điều này, thì nó tốt hơn để chúng ta có thể sống đời sống vui thỏa càng hơn. Cho nên vì vậy đó, ở trong cái tờ giấy quý vị có đó, cái nguyên tắc thứ nhất mà chúng ta biết đó, về vấn đề kinh tế đó, thì các nguyên tắc kinh tế theo lời dạy của Chúa, các nguyên tắc kinh tế theo lời Chúa dạy. Quý vị điền vào Chúa dạy. Các nguyên tắc kinh tế theo lời Chúa dạy. Đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái nguyên tắc kinh tế này đó, theo lời Chúa dạy ở tại đây đó, thứ nhất đó, là Chúa Giêsu tin vào quyền giữ tài sản. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì quyền giữ tài sản là cái điều mà Chúa muốn như vậy. Bởi vì mỗi một người có quyền giữ tài sản, bởi vì Chúa giao cái tài sản đó cho người đó, Chúa ban cái tài sản đó cho người đó, người đó có quyền giữ như vậy. Cho nên chính vì vậy trong 10 điều răn có một cái điều răn là nói rằng ngươi chớ trộm cắp.
Chớ trộm cắp. Chớ trộm cắp có nghĩa là những cái gì không thuộc về mình đừng có cố tình lấy nó, cố tình trộm cắp để mà có được nó như vậy. Bởi vì cái điều này rất là quan trọng, cũng chính vì cái người có tài sản, người đã được quyền có thể tiếp nhận cái điều đó, người đã được quyền để sử dụng cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa giao phó cho người đó, Chúa tin tưởng người đó, Chúa giao cho người đó cái tài sản đó để người đó có thể sử dụng. Cho nên vì vậy cái điều đó rất là quan trọng. Và cũng ở trong 10 điều răn thì có một điều thứ nhì đó, nói rằng ngươi chớ thèm muốn. Nếu cái điều đó không thuộc về mình mà Chúa không giao cho mình thì mình đừng có thèm muốn. Bởi cái chữ thèm muốn tại đây đó không có nghĩa là nó đơn giản chỉ là chúng ta muốn có được cái điều đó. Cái chữ thèm muốn tại đây có nghĩa là một cái điều gì đó mình ước ao mình có được. Và khi mình ước ao mình có được đó, có thể mình tìm mọi cách và có thể nói rằng mình tìm mọi thủ đoạn để mà mình có thể chiếm đoạt cái điều đó. Cho nên vì vậy đó, Chúa nói rằng ngươi chớ thèm muốn cũng là một cái cách, là một cái mệnh lệnh. Ngươi chớ trộm cắp là một cái mệnh lệnh. Và điểm thứ hai là ngươi chớ thèm muốn cũng là một cái mệnh lệnh. Cho nên vì vậy đó, Chúa Giêsu tin vào cái quyền giữ tài sản. Đây là điều mà Chúa muốn dạy cho mỗi đời sống chúng ta. Và Chúa biết rất là rõ như vậy. Chúa dạy những cái điều gì rất là thực tế trong chính đời sống của chúng ta. Cái điểm thứ hai phần B, Chúa Giêsu tin vào bốn phần trung thực cần cù. Chúa Giêsu tin vào cái bốn phần trung thực cần cù. Cái điều tại đây rất là quan trọng, bởi vì Chúa nói rằng người ta phải trung thực nhưng mà cũng phải chịu khó trong vấn đề làm việc. Bởi vì sao? Bởi vì khi ở trong Kinh Thánh nó rất là rõ, lúc đầu tiên con người ta rất là sung sướng nhưng mà vì cớ con người phạm tội, cho nên vì vậy Chúa mới nói rằng phải đổ mồ hôi mới có miếng mà ăn. Bởi vì sao? Chính vì điều như vậy, người ta phải làm lụng vất vả mới có những cái thứ đó như vậy. Cho nên vì vậy Chúa Giêsu tin vào cái bổn phận, cho mỗi người cần phải bổn phận trách nhiệm để làm điều đó trong chính đời sống của mình. Nếu mà ai làm biếng thì Kinh Thánh nó rất là rõ, người làm biếng thì không bao giờ có thể thấy được những phước hạnh mà Chúa cho được. Bởi vì Chúa tin vào cái bổn phận trung thực cần cù mà Chúa muốn cái điều đó. Công cụ chính vì trung thực cần cù cho nên cái mệnh lệnh Chúa phán rằng ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ thèm muốn. Tài sản Chúa cho mỗi một người, cái điều đó thì rất là quan trọng. Nhưng mà có thể cái chữ trộm cắp, chữ thèm muốn có nghĩa rằng chúng ta muốn cái gì nhiều hơn là những điều chúng ta có, hoặc muốn những cái gì mà nhiều khi Chúa không có giao phó cho chúng ta mà chúng ta cũng muốn được điều đó như vậy. Cho nên vì vậy đó, Chúa dạy chúng ta ở trong Phúc Âm Giăng thì Chúa nói rằng khi còn ban ngày chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai ta đến, kẻo đêm xuống không ai làm việc được nữa. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta có cơ hội làm việc hãy làm việc. Thật ra cái điều này rất là quan trọng và tôi nghĩ rằng cái điều này nó thấm thía, rất là tôi nghĩ rằng đối với tôi cũng rất là thấm thía. Thấm thía là tại vì như vậy, ngày trước đó tôi nghĩ rằng có rất là nhiều điều tôi có thể làm được việc. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có những điều mà tôi muốn mà tôi không thể làm được. Có thể là vì sức khỏe, có thể là vì có điều kiện, có thể là vì có cái hoàn cảnh mình không làm được. Nhưng mà chúng ta phải cảm ơn Chúa khi còn có điều kiện hãy làm điều đó. Bởi nếu không có, nhiều khi chúng ta sẽ mất đi cái điều đó trong chính đời sống của chúng ta như vậy. Cho nên việc khi chúng ta làm việc, chúng ta phải làm việc với một cái nghĩa vụ, một cái công việc trong sự yêu mến và trong sự nhiệt tình. Và làm việc với một tinh thần có trách nhiệm như vậy. Đó là cái điều mà Chúa muốn như vậy. Cho nên việc Chúa Giêsu tin vào cái điều đó, Chúa Giêsu tin vào quyền giữ tài sản, Chúa Giêsu tin vào cái bổn phận trung thực và Chúa Giêsu tin vào luật thương xót. Chúa Giêsu tin vào luật thương xót. Đây là điều rất là quan trọng như vậy. Chúa Giêsu tin vào luật thương xót vì Ngài nói rất là rõ như vậy. Chúa thương xót. Cho nên Kinh Thánh, ở trong Kinh Thánh đó, thì Chúa nói về cái vấn đề thương xót người giàu có và Lazaro, trong câu chuyện về người giàu có và Lazaro như vậy. Chúa thương xót. Nhưng mà sự thương xót của Chúa đó, nó có những cái nguyên tắc ở trong đó. Cho nên vì vậy đó, trong đời này đó, chúng ta phải tin tưởng một điều. Trong đời này, nếu chúng ta muốn điều gì đó, chúng ta có thể thực hiện trong đời này. Bởi vì không có đó, trong đời sau chúng ta khó có thể mà thực hiện được. Hoặc là không, hoàn toàn không thể thực hiện được. Cho nên vậy Chúa dạy chúng ta rất là rõ, khi chúng ta còn có cơ hội, hãy tận dụng điều đó. Cho nên Chúa minh họa cái câu chuyện về người giàu có và Lazarus ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 11, câu số 1 đến câu số 44 thì nói rất là rõ như vậy. Chúa có sự thương xót. Và cái sự thương xót đó, thể rất của Chúa rất là, phải nói rất là hào phóng. Công thương xót của Chúa đáp ứng cái nhu cầu của con người. Nếu quý vị cứ có để ý thử coi, có nhiều khi chúng ta có cái nhu cầu và chúng ta cầu xin Chúa một cái phần nào đó thôi, nhưng mà thường thường là Chúa cho chúng ta nhiều hơn.
Và nhiều khi chính chúng ta biết rằng tại sao Chúa cho chúng ta như vậy, không, trong khi chúng ta thật sự đó, chúng ta không có hoàn hảo, trong khi thật sự chúng ta, cái sức của chúng ta có hạn. Nhưng mà Chúa vẫn thương xót chúng ta và Chúa vẫn cho chúng ta nhiều hơn những điều chúng ta suy tưởng. Và cái điều đó tôi nghĩ rằng quý vị ngồi tại đây, có thể hầu hết quý vị có thể cảm nhận được điều đó như vậy. Và chính tôi cũng đã nhận biết được điều đó như vậy. Chúa thương xót tôi và Chúa cho tôi có những điều mà tôi nghĩ rằng chắc là mình không đáng nhận được. Nhưng mà tại vì Chúa thương xót mình và Chúa cho mình có cái điều đó. Cho nên vì vậy, đến cái nguyên tắc về kinh tế, theo cái nguyên tắc về kinh tế theo lời Chúa dạy. Và cái điểm thứ hai là mã đó, Chúa Giê-xu công nhận 5 cách mà tiền có thể sử dụng hợp pháp. Trong đây này, 5 cách mà tiền có thể sử dụng hợp pháp. Đây là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta như vậy. Bởi vì cái điều chúng ta có tiền bạc, và tiền bạc phải sử dụng một cái hợp pháp rất là quan trọng trong chính đời sống của chúng ta như vậy. Bởi rất là quan trọng như vậy. Bởi vì thật ra tiền bạc là cái phương tiện Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta. Cho mỗi đời sống chúng ta. Chúa cho chúng ta để có thể chúng ta có thể sử dụng những đồng tiền đó. Cũng giống như ngày hôm nay ở tại Mỹ này, thì người ta ngay cả nước Mỹ này, họ có ví dụ như có những luật về súng chẳng hạn như vậy. Thì cái súng đó người ta cho có những người được quyền để bảo vệ, được quyền để bảo vệ, tự vệ mình. Nhưng mà có những người thì lạm dụng cái điều đó thì lại gây ra những cái sự xáo trộn. Cho nên vì vậy tất cả những điều gì từ nó không phải là xấu, nhưng mà cái cách sử dụng của con người có thể là xấu. Bởi vì nếu người đó có tư tưởng xấu, người đó muốn có những cái ý định xấu như vậy. Cho nên vì vậy cái điểm mà đầu tiên chúng ta suy gẫm ở trong cái cách mà Chúa cho chúng ta sử dụng về vấn đề tiền bạc đó, một cách hợp pháp đó. Thứ nhất đó, là tiền có thể được dùng để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của gia đình. Quý vị rất rõ, tiền có thể được sử dụng để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của gia đình. Quý vị rất rõ, tiền bạc ngày hôm nay nó có thể đáp ứng cái nhu cầu trong đời sống chúng ta. Cũng chính vì như vậy, quý vị đi làm việc, quý vị làm việc bằng công, làm công, người ta trả tiền. Và tiền bạc để về nhà quý vị chi phí cho những cái sinh hoạt trong gia đình của quý vị. Đó là một trong những cách như vậy, để đáp ứng cái nhu cầu trong đời sống của quý vị như vậy. Và Kinh Thánh nói rất là rõ như vậy. Khi tiền bạc để có thể tạo cho gia đình có một đời sống tốt đẹp hơn, tạo gia đình cho gia đình có những cái sinh hoạt mà trở nên thuận tiện hơn, hay là con cái học hành, con cái sinh hoạt, nó sẽ được tốt đẹp hơn. Cho nên vậy, tiền bạc nếu mà sử dụng đúng đó, theo đúng cách đó, mà cái điều mà Chúa muốn đó, mà Chúa chấp nhận đó, mà Chúa ban phước cho đó, thì đó là đáp ứng cái nhu cầu của gia đình. Đó là căn bản như vậy. Điểm thứ hai, tiền có thể được sử dụng để hỗ trợ việc thờ phượng. Tiền có thể được sử dụng để hỗ trợ việc thờ phượng. Đây là điều rất là quan trọng như vậy. Quý vị rất là rõ như vậy. Quý vị thờ phượng Chúa. Tất nhiên quý vị, thật ra thờ phượng Chúa chẳng phải quý vị đến đây quý vị mới thờ phượng Chúa. Đúng ra đây là cái chỗ mà chúng ta tập trung vào trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta được thờ phượng Chúa chung cùng với nhau. Chúa ban phước cho chúng ta trong mối tương giao cùng với Chúa. Chúng ta được gặp gỡ nhau, nhìn thấy nhau, khích lệ tinh thần cho nhau. Đó là điều rất là quan trọng. Nhưng mà cái sự thờ phượng Chúa tại đây đó, bởi vì chúng ta là những đền thờ sống động, đền thờ hiện diện khắp tất cả mọi nơi. Cho nên vì vậy ở đâu chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa được. Cho nên tiền bạc có thể sử dụng để hỗ trợ việc thờ phượng. Đây là điều mà Chúa muốn chúng ta như vậy. Và chúng ta có thể sử dụng tiền bạc trong sự dâng hiến, trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ Chúa, trong sự gây dựng công việc nhà Chúa, trong sự nâng đỡ những người này, nâng đỡ những người khác như vậy. Cảm ơn Chúa về cái điều đó. Tôi thấy các con cái của Chúa, và trong những giai đoạn vừa qua, tôi thấy cái sự dâng hiến cho công việc nhà Chúa, sử dụng cho sự thờ phượng Chúa một cách rất là trung tín. Cho nên vì vậy, quý vị thường thường nghe, hoặc quý vị thường thường thấy đó, nhiều khi tôi cũng nhắc, và nhiều khi có những cái hình ảnh nhắc đó, thờ phượng trong sự dâng hiến, hoặc là dâng hiến qua thờ phượng. Đó là cái điều rất là quan trọng như vậy. Đó là nói về vấn đề tiền bạc. Cho nên vậy trong Kinh Thánh cũng nói rất là rõ, khi mà Chúa nói về vấn đề dâng hiến cho vấn đề để hỗ trợ cho vấn đề thờ phượng đó, thì ở trong Phúc Âm Mác đó, đoạn 12 câu 41 đến câu số 44 đó, thì nói về một người đàn bà quá. Một người đàn bà quá khi đến đền thờ để dâng hiến. Người đàn bà quá này rất là nghèo, có thể là dâng hiến đồng xu mà thôi. Dâng hiến chỉ có mấy đồng cắc thôi. Nhưng mà trong khi đó những người khác đến trước là người đàn bà đó, đến để trước thùng dâng hiến đó, thì họ dâng rất là nhiều. Họ dâng rất là nhiều. Chúa Giê-xu chứng kiến điều đó, cho nên Chúa Giê-xu phán cái điều đó ở trong câu chuyện ở trong sách Phúc Âm Mác đoạn 12.
Khi những người khác dâng hiến, người ta có vẻ như người ngoài ta nhìn thấy rất là nhiều như vậy, thì Chúa không nhắc tới. Nhưng mà khi người đàn bà này đến dâng hiến, chỉ có mấy các thôi, thì Chúa gom các môn đệ đồ của Chúa lại, Chúa gom những người khác lại, nghe và Chúa phán rằng cái người đàn bà đó là người dâng nhiều nhất. Người đó dâng nhiều nhất chẳng phải là tại vì cái số tiền hơn những người khác, nhưng mà tại vì bà ấy dâng những gì mà bà ấy có. Bà ấy dâng những gì mà có theo cái tinh thần mà Chúa ban ơn cho bà ấy, hoặc là những gì mà bà ấy có, bà ấy dâng với cái niềm tin như vậy. Và cũng chính vì vậy mà Chúa kể rằng người đó là người dâng nhiều nhất ở trong đó. Và cái vấn đề kế tiếp đó là phần 3 đó, phần C đó, là tiền có thể được sử dụng để giúp đỡ người nghèo. Tiền có thể được sử dụng để giúp đỡ người nghèo. Tôi nghĩ rằng những cái điều này đó là những cái điều mà tôi chia sẻ đây, có thể quý vị hiểu rất là rõ. Quý vị đã thực hiện điều đó, quý vị đã làm cái điều đó, quý vị đang làm cái điều đó. Thứ nhất là quý vị có tiền bạc, đi làm việc có tiền bạc làm chi? Để chi phí giúp đỡ cho gia đình của mình. Quý vị có tiền bạc dâng hiến cho Chúa để phục vụ Chúa trong sự thờ phượng Chúa. Tất nhiên cái thờ phượng Chúa nó có thể đem đến ích lợi cho rất là nhiều người khác nữa, chứ không phải chỉ có là thờ phượng Chúa một cái không thôi mà thôi. Tôi nói vì vậy chúng thấy rằng ngày hôm nay cũng chính vì cái sự dâng hiến như vậy mà rất là nhiều người ở khắp mọi nơi trên thế giới họ được nghe đến phúc âm của Chúa. Tất nhiên trong cộng đồng của chúng ta cũng vậy. Cho nên vì vậy đó, và cái điểm thứ nhất là điểm kế tiếp đó là quý vị cũng đã thực hiện, quý vị dâng hiến cho người nghèo, không? Bất rất là nhiều những người nghèo gặp những cái sự khó khăn. Quý vị dâng hiến cho vấn đề khi kêu gọi là quý vị sẵn sàng như vậy. Ở tại Việt Nam cũng vậy, mà tại Mỹ cũng vậy, mà ngay bây giờ bên tại Texas cũng vậy. Người ta đóng góp để mà có thể tạo điều kiện, ngay cả những con cái của Chúa đó, họ ra, họ nấu ăn, họ đem đến những cái người mà gia đình gặp khó khăn đó, thì những người khác họ thấy được như vậy đó, thì họ có thể cộng tác, họ có thể dâng hiến để giúp cho những người đó như vậy. Ngay cả bên đó khi tôi đọc một bài báo, tôi thấy có một người bán phở ở bên đó, cái chủ tiệm phở thấy người ta khổ quá, tặng mỗi ngày tặng 100 phần ăn, cả phần phở, phần cơm. Tôi nghĩ rằng đó, lúc đầu tiên tôi nghĩ chắc là tôi cũng muốn góp cho người đó một chút, mà có thể mình không tới được, nhưng mà góp cho người đó để người đó có thể đem những phần ăn đó cho những người có nhu cầu cần, cũng là điều rất là tốt, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng cảm ơn Chúa là trong giáo hội của chúng ta đó, thì đã khi hôm qua chúng tôi họp ở trên mạng đó, thì cũng đã có một cái đoàn đến đó để giúp đỡ ở tại đó, không những giúp vấn đề nấu đồ ăn, nhưng mà còn đem những cái máy phát điện tới, đem những cái phương tiện tới để xây sửa nhà cửa cho những người khác. Thế đó là điều mà rất là quan trọng. Thật ra ở tại Mỹ này đó, giáo hội Baptist đó, Nam Phương đó, là một giáo hội mà có cái đội ngũ mà cứu trợ rất rất là tốt. Không có giáo hội nào ở Mỹ này có thể hơn giáo hội Baptist Nam Phương của chúng ta hết. Cho đó là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể đồng công với những người khác trong sự phục vụ Chúa, giúp đỡ cho những người nghèo, những người gặp khó khăn. Cho nên vì vậy là Chúa Giê-xu đã làm cái điều đó, Nhưng mà tất nhiên khi chúng ta biết rằng cái thời của Chúa Giê-xu đó, để mà đứng ra kêu gọi, để mà đóng góp, để giúp cho những người nghèo thì khó vô cùng. Thời nay thì dễ, cái hoàn cái phương tiện ngày hôm nay thì dễ, nhưng mà thời kỳ ngày xưa thì rất là khó. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm được điều đó. Nhưng mà cũng chính vì khó như vậy, cho nên Chúa Giê-xu dùng quyền phép của Chúa để thực hiện cái điều đó. Ví dụ như thiếu bánh chẳng hạn như vậy, Chúa Giê-xu hóa bánh cho người ta, phải không? Tức là tùy theo cái giai đoạn, tùy theo cái phương tiện mà chúng ta có thể có được. Cho nên vì vậy đó, và phần D thì chúng ta thấy rằng tiền có thể được sử dụng để làm phong phú thêm. Tiền có thể được sử dụng để làm phong phú thêm đời sống, tình cảm và trí tuệ của nhau trong các hành vi tương thân, tương ái và tận tụy. Đây là nói về tiền bạc có thể giúp đỡ nhau, tiền bạc có thể nâng đỡ cho nhau, tiền bạc có thể chia sẻ nhau. Tôi thấy có những con cái của Chúa ở trong nhà thờ cũng vậy thôi. Khi thấy người khác họ gặp khó khăn, không ai nói với mình hết, nhưng mà trong niềm tin thì mình muốn bỏ tiền túi ra mình giúp cho những người khác. Tất nhiên thì có những người thì sang quá, nhiều khi có những khi tôi phải nói phải cẩn thận, vì có những người đi ra ngoài đường tự dưng thấy một người họ ngồi đó khơi bỏ 100 đô ra giúp ra, đưa cho người đó không cần biết người đó làm cái gì. Thì sau đó nói với tôi nói ôi phải cẩn thận, biết đâu là người đó đưa 100 đô mà đã đi mua thuốc phiện hay gì uống thì là chích thì là chết nữa. Nhưng mà ý tôi nói rằng tất cả những cái phương tiện chúng ta có được, hãy dùng tất cả những điều đó để giúp đỡ cho nhau. Nhưng mà cũng có những người chúng ta chia sẻ với nhau những cái gì chúng ta có được. Khi những người chúng ta biết ở trong Chúa, những người chúng ta biết ở trong hàng xóm chúng ta có thể nâng đỡ, chia sẻ để giúp cho cái mối liên hệ chúng ta có thể tốt đẹp hơn. Tiền bạc nó chỉ là cái phương tiện, nhưng mà có thể đó là cái phương tiện đưa chúng ta đến gần với những người khác nhiều hơn.
Tiền bạc nó có thể là một cái phương tiện, có thể nhiều khi trong cái hàng xóm chúng ta có thể mua một cái món quà nhỏ tặng cho người hàng xóm hoặc con cháu của người hàng xóm trong một cái dịp nào đó chẳng hạn, như vậy cũng có thể tạo cho chúng ta một cái mối liên hệ tốt đẹp để chúng ta có thể giới thiệu về Chúa cho họ. Hoặc là ít nhất họ nói ồ cái người này họ làm như vậy có lẽ là tại cái niềm tin của họ nơi Thiên Chúa như vậy. Cái là chúng ta phải hãy cảm ơn Chúa về cái điều đó như vậy. Và cái điểm kế tiếp nữa đó là chúng ta suy nghĩ rằng tiền có thể được dùng để trả thuế, để hỗ trợ chính phủ. Quý vị biết rất là rõ, nước Mỹ này họ cái vấn đề tài chính rất là họ có được, nước Mỹ này có được là do tiền thuế, phần nhiều là do tiền thuế, phải không ạ? Cho nên vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi thấy khi tôi gặp rất là nhiều người đó, họ có một cái thái độ rất là đặc biệt. Họ nói rằng mình sống ở Mỹ, mình phải có bổn phận trách nhiệm để mà đóng góp cho chính phủ. Mình đi làm việc, mình phải khai thuế, mình phải đóng thuế. Và có như vậy, cái quốc gia này nó mới tiếp tục được điều hành, nó mới tiếp tục được phát triển, nó mới tiếp tục được mạnh mẽ và mới có thể giúp đỡ cho những người khác có nhu cầu cần. Để khi họ có nhu cầu cần, họ vượt qua được, có thể con cháu của họ sau này có thể đóng góp để tiếp tục để giúp cho những người khác như vậy. Cho nên vì vậy là cái vấn đề bổn phận hỗ trợ đóng thuế để hỗ trợ chính phủ là điều rất là quan trọng cho chính đời sống của chúng ta. Cho nên vì vậy chúng ta nhiều khi chúng ta không biết, là nhiều khi mình đặt câu hỏi tiền ở đâu mà chúng ta có, khi quý vị đã nhận được 1.200, phải không, nhận được 600, phải không, có thể nhận được thêm nữa, hoặc là có những cái phương tiện khác chúng ta có được ở đâu mà có, cũng là do tiền thuế của những người đi làm việc họ đóng và chúng ta có được. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa về những gì chúng ta có được về điều đó. Tức là vì vậy cái phần thứ ba chúng ta suy gẫm vào trong cái buổi chiều ngày hôm nay, đây là điều mà Chúa dạy cho chúng ta. Ngoài năm cái điểm mà Chúa chấp nhận, Chúa nói rằng tất cả những điều đó là đúng, hợp pháp và những điều đó là cái ích lợi trong cái mục đích mà Chúa muốn chúng ta sử dụng về vấn đề tiền bạc. Vấn đề thứ ba, đây là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta qua vấn đề thứ ba, tôi muốn mời quý vị coi một cái đoạn video clip nói về chúng ta dâng hiến. Bởi vì rất là quan trọng, quý vị biết rất là rõ, ở tại Mỹ này đó, hội thánh đó, hoặc là nhà thờ đó, không có phụ thuộc vào chính quyền. Hội thánh hoặc là nhà thờ có được cái nguồn tài chính để xây dựng, để mở mang là do tất cả những tín hữu đóng góp mà thôi. Cho nên tất cả những gì chúng ta hội thánh có thể phát triển được, có được là do các con cái của Chúa đóng góp. Cho nên vì chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên mời quý vị coi cái đoạn video clip này. I think we have to... the lights over there, so that it's kind of easy to see the video clip. Okay, quý vị có thể thấy được một phần trong vấn đề là chúng ta dâng hiến cho Chúa là bởi cái như vậy. Vấn đề thứ ba, đây là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Chúa Giêsu cảnh báo về những nguy hiểm trong việc theo đuổi và sở hữu giàu có. Chúa Giêsu cảnh báo về những nguy hiểm trong việc theo đuổi và sở hữu giàu có. Đây là điều mà Chúa muốn chúng ta suy nghĩ như vậy. Thật ra đó, Kinh Thánh nói rất là rõ một điều như vậy. Cái nguy hiểm của cảm giác an toàn giả tạo. Cái cảm giác an toàn giả tạo tại đây đó, mà Chúa muốn nhắc cho chúng ta một điều rất là quan trọng đó. Đó là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nếu mà tôi có tiền đó, tôi giàu có đó thì tôi sẽ được an toàn. Tôi giàu có thì tôi sẽ được hạnh phúc. Quý vị biết rất là rõ cái điều đó. Thật ra thì nó không phải như vậy. Khi con người ta nghèo khổ quá thì người ta nghĩ nó như vậy. Nhưng mà khi có được cái được rồi đó, thật ra tiền bạc không phải là tất cả. Giàu có cũng không phải là tất cả. Và điều đó Chúa nói rằng, Chúa cảnh báo rằng chúng ta phải cẩn thận với cái nguy hiểm trong việc theo đuổi. Và khi người ta theo đuổi về vấn đề sự giàu có, theo đuổi về vấn đề sở hữu cái sự giàu có đó, thì có thể gây ra những cái vấn đề đó, vấn đề khác. Và có những người họ nghĩ rằng tất cả những điều đó về vấn đề tiền bạc có thể tạo cho họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn. Đó chẳng qua chỉ là một cái sự an toàn giả tạo mà thôi. Không phải là như vậy. Tất nhiên thì quý vị cũng nói rằng phải, tất nhiên phải có tiền. Thật ra tiền bạc là phương tiện rất là quan trọng, phải không ạ? Nhưng mà tiền bạc không phải là tất cả. Tiền bạc không phải là tất cả như vậy. Cho nên vậy Chúa Giêsu cảnh báo cái nguy hiểm trong cảm giác an toàn giả tạo về vấn đề tiền bạc. Và vấn đề kế tiếp đó là Chúa Giêsu cảnh báo là nhiều khi chúng ta không thể phục sự Thiên Chúa lẫn tiền tài. Không thể phục sự Thiên Chúa lẫn tiền tài. Bạn không thể phục sự Đức Chúa Trời lẫn tiền tài. Đây là điều rất là quan trọng như vậy. Người ta không thể đưa tiền bạc hay là gia tài hay là tài sản hơn Chúa được. Và nếu chúng ta quý trọng cả hai bên thì không thể nào mà chúng ta coi tiền bạc hơn Chúa hay là ngang hàng với Chúa thì là không, điều đó không đúng. Đó chính là điều mà Chúa cảnh báo như vậy.
Cho nên chỉ có thể có một mà thôi. Tất nhiên quý vị biết cũng có thể cảm nhận được, khi người ta đam mê tiền bạc thì người ta dễ dàng bỏ Chúa, phải không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta có Chúa thì Chúa sẽ ban chúng ta có những thứ khác nữa như vậy. Và vấn đề thứ hai, kế tiếp nữa, vấn đề thứ ba trong cái ý nghĩa này Chúa dạy đó, là chúng ta đó là phải để ý sự giàu có. Cái sự giàu có xu hướng phá vỡ mối tường rào. Sự giàu có xu hướng phá vỡ mối tường rào. Đó là phần thứ ba, phần C đó. Và cái điều này cũng có thể được, phải không? Có nhiều người giàu có thì nhiều khi nó thay đổi, phải không? Nhiều khi tiền bạc nó khiến cho con người ta có những cái suy nghĩ ích kỷ. Tiền bạc có những suy nghĩ khiến cho con người ta nghi ngờ, phải không? Tiền bạc nó khiến cho con người ta có thể làm những điều không có đúng, phải không? Thế nên có một cái câu chuyện, có một tôi mới đọc không qua cái chuyện vui thôi trên tờ báo, thì họ nói rằng có cái người này, người cái cô này, cô ấy rất là giàu có nhưng mà cô vẫn không có một người bạn, bởi vì cô ấy cứ nghĩ rằng đó là tất cả những người bạn đến là lợi dụng cô ấy thôi, đến là vì tiền bạc cô mà thôi. Cho nên khi gặp ai cũng cứ nhìn một cái điều là ồ, cái người này đến vì vấn đề tiền bạc chứ không phải đến vì thương mình. Rồi ai khi mà bắt được gặp ai, cái người nào mà đến để tán tỉnh cô thì cô lại nghĩ y chang như vậy. Và đến cuối cùng thì cô ấy vẫn còn độc thân đại khái như vậy, nhưng mà nó ảnh hưởng đến chính đời sống của mình. Cho nên vì vậy đó, cái điều rất là quan trọng ở trong cái mối tương giao người ta, nếu như chỉ về vấn đề tiền bạc thì đó là một cái điều rất là nguy hiểm mà Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta như vậy. Cho nên Chúa cảnh báo cho chúng ta như vậy, tiền bạc, sự giàu có thể phá vỡ cái mối tương giao. Hoặc là nhiều khi có thể có những người có nhiều tiền quá, sợ những người khác mượn, hay là sợ những người khác xin chẳng hạn như vậy, không dám quen ai hết. Có nhiều khi gọi điện thoại không bắt nữa, phải không ạ? Chúng ta có thể thấy ngày xưa có những người quý vị gặp quen cũng không có giàu có mấy, nhưng mà đến khi bây giờ tự dưng người ta giàu có lên chẳng hạn như vậy, kiếm người đó không ra, không có dễ dàng gọi điện thoại, phải không ạ? Thì có thể đó là một cái vấn đề như vậy trong chính đời sống của chúng ta như vậy. Và Chúa muốn chúng ta cần phải suy nghĩ, bởi vì tiền bạc sự giàu có thể phá vỡ cái mối tương giao cho chúng ta như vậy. Cho nên vì vậy đây là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Cái điểm sau cùng mà Chúa dạy chúng ta trong vấn đề này đó, những người để tiền ở vị trí thứ nhất trong trái tim của họ vi phạm cả hai điều răn. Đây là điều rất là quan trọng. Cái điều răn mà Chúa dạy chúng ta đó, cả hai điều răn mà Chúa dạy cho chúng ta đó, ở trong đó là không có, chớ có tham lam, phải không ạ? Chớ có tham lam, phải không ạ? Đây là điều rất là quan trọng. Chớ có trộm cắp, chớ có tham lam ở trong vấn đề là như vậy. Cho nên vậy Chúa dạy chúng ta ở trong vấn đề như vậy, đừng để tiền bạc là quan trọng. Thứ nhất, quan trọng hơn hết trong chính đời sống của mình, phải để Chúa là hơn hết trong chính đời sống của mình. Kinh Thánh thì nói rất là rõ về cái vấn đề trong đời sống của chúng ta là những người con cái của Chúa đó. Thì Chúa dạy chúng ta đó là những người con cái của Chúa đó, chúng ta phải nhận biết một điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta muốn có được sự bình an, muốn có được cái niềm vui đó, thì chúng ta phải biết một điều như vậy. Cái sự ban cho đó, cái người ban cho đó là có phước hơn nhận lãnh, phải không ạ? Mình nếu mà mình có thể ban cho được thì đó là cái phước hạnh vô cùng. Đó là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta như vậy. Cho nên vậy để kết luận cái bài học ngày hôm nay đó, Chúa dạy chúng ta một điều rất quan trọng đó, là những người cơ đốc nhân đó, chúng ta phải sử dụng tiền bạc của mình như là những tôi tớ của Đức Chúa Trời, để mà Chúa giao phó chúng ta cái số tiền đó, cái tiền bạc đó, cái tài sản đó, sử dụng một cách khôn ngoan, một cách có ích cho công việc nhà Chúa. Có thể có ích cho chính đời sống của chúng ta, nhưng cũng đem đến ích lợi cho những người khác. Và Chúa cũng dạy chúng ta là những người con cái của Chúa đó, chúng ta cần phải biết cách hoặc là sử dụng tiền bạc để có thể giúp cho những người khác họ có cơ hội để gần với Chúa càng hơn, hoặc là biết Chúa. Cho nên về là những người con cái của Chúa, chúng ta cần phải biết rằng đừng để tiền bạc hoặc đừng để bất cứ tài sản gì đó nó cao hơn Chúa của chúng ta, nó mạnh hơn Chúa của chúng ta, nó có quyền hơn Chúa của chúng ta. Chúa không muốn chúng ta như vậy. Chúa muốn chúng ta phải là đấng ưu tiên hàng đầu. Bởi vì nếu chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Còn tất cả tài sản, nếu như tất cả tài sản sau này khi chúng ta từ giã có đời này đi, thì chúng ta phải chuyển sang cho những người khác mà thôi. Chuyển bằng cách nào đó thì đó là có thể chúng ta biết rất là rõ, phải không? Hoặc quý vị biết rất là rõ, nhưng mà những người khác sẽ làm như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta có biết sử dụng điều đó thì nó sẽ là những cái tài sản mà chúng ta có được, và Chúa sẽ ban phước cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện qua cái bài học này. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu chúng con, cho nên Ngài dạy dỗ cho chúng con. Và một trong những điều mà Chúa dạy dỗ đó là chúng con
khi đối diện với vấn đề kinh tế trong chính đời sống của chúng con. Chúng con cần phải nhận biết có sự khôn ngoan dạy dỗ từ nơi Chúa. Và xin Chúa giúp chúng con biết lắng nghe, biết suy nghĩ và biết làm những gì tốt đẹp nhất cho chính đời sống của chúng con. Đừng để những cơ hội, những dịp thuận tiện qua đi mà sau này chúng con tiếc. Nhưng mà chúng con hãy túm lấy cơ hội, dịp thuận tiện để chúng con có thể nhận được những cái sự khôn ngoan mà Chúa ban ơn cho chúng con, để chúng con có thể sử dụng tất cả những cái phương tiện như tiền bạc, như là của cái mà chúng con có được trong đời này một cách khôn ngoan, đem đến ích lợi cho chính đời sống của chúng con, phước hạnh cho những người khác và đặc biệt cho công việc nhà Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. We just thank you, our Father in heaven, for this lesson. We just ask you to help us to meditate and also to apply it in our lives. And everything we have, we believe that belong to you and you entrust to us. So may you help us to make that useful and bring glory to your name. Chúng con cảm ơn Chúa và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa về những gì chúng ta đã học ở trong cái điều đó. Và có một cái bài hát chúng ta sẽ hát chung cùng với nhau. Theo ý Chúa chưa? Quý vị học điều rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng điều đó trong chính đời sống của mình. Chúng ta hát chung với nhau bài hát này, quý vị. Ta đây mang danh dân Chúa, đã sống thật theo Chúa chưa? Bao lâu nay lòng ta đây dâng trong tay Chúa, đã hết lòng theo Chúa chưa? Chân ta theo dấu Chúa chưa? Tay ta lên thánh sạch chưa? Tiếng nói có khôn ngoan, đi đôi chẳng việc làm, đoán chẳng theo mắt của cha. Bao nhiêu từ lời vì Giêsu coi như lỗ, để sống thật theo Chúa thôi. Bao công danh gì Giêsu coi như không có, để lòng theo Chúa thôi. Này ta theo ý Chúa thôi. Chúng kiên nghe Chúa dạy khuyên, phước Chúa lấy hôm mai, chia riêng ra phần mười, đem dâng lên Chúa kính yêu. Anh em ta còn ai đây chưa lo chưa ấm, đã giúp họp cơm áo chưa? Chung quanh ta còn ai đâu chưa nghe chương Chúa, đã nơi hòa nghe biết chưa? Yêu chưa như Chúa đã yêu, tha chưa như Chúa từng tha? Ánh sáng Chúa trong ta, soi chăng trong mọi nhà, soi ra như ý Chúa chưa? Bao nhiêu từ lời vì Giêsu coi như lỗ, để sống thật theo Chúa thôi. Bao công danh vì Giêsu coi như không có, để lòng theo Chúa thôi.
theo ý Chúa thôi. Chúng kiên nghe Chúa dạy khuyên, phước Chúa lấy hồn bay, chia riêng ra phần mười đem dâng lên Chúa kính yêu. Anh em ta còn ai đâu chưa lo chưa ấm, đã giúp họ cơm áo trường. Chúng quanh ta còn ai đây chưa nghe danh Chúa, đã nói họ nghe biết chưa. Yêu chưa như Chúa đã yêu, tha Chúa như Chúa từng tha. Ánh sáng Chúa trong ta soi trang trong mọi nhà, mau mau theo ý của Cha. Tôi rất thích cái bài hát này. Đây là bài hát cái lời mới đó, thì nhưng mà nhắc rất là thực tế trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta. Hãy cảm ơn Chúa với những gì Chúa cho chúng ta có thể biết được điều đó. Ở trong cái phần thông báo thì thứ nhất chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có thể nhóm lại cùng với nhau như vậy. Cảm ơn Chúa với tôi. Thật sự gặp quý vị rất là vui, và đây cũng là điều mà chúng ta cầu nguyện ước mong như vậy. Và cảm tạ ơn Chúa vì quý vị cũng ước ao trong sự thờ phượng Chúa, và cũng đến thờ phượng Chúa bằng cái đức tin cho chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa về cái sự trung tín của tất cả quý con cái của Chúa, quý cụ, quý ông bà, anh chị em ở trong nhà của Chúa trong suốt thời gian vừa qua. Dù cho quý vị không đến đây được, nhưng mà trong tinh thần của quý vị, khích lệ tinh thần trong sự thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, trong vấn đề dâng hiến cho công việc nhà Chúa, khích lệ cho người hầu việc Chúa, đó là điều rất là quan trọng. Đặc biệt thì trong cái thời gian vừa qua, mùa dịch thì cũng có những sự khó khăn, nhưng mà trong sự khó khăn đó, chúng ta lại thấy cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa càng hơn, tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ trong đời sống những con cái của Chúa dễ dàng hơn. Quý vị yêu thương nhau, quý vị chia sẻ với nhau, quý vị nâng đỡ cho nhau. Đó là điều rất là cảm ơn Chúa. Hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện với một người về một vị mục sư tại đây, thì họ nói rằng thật ra bà con xa không bằng láng giềng gần, phải không ạ? Đây là điều rất là quan trọng. Cái chuyện đó nó xảy ra là tại vì nếu mà quý vị biết thì quý vị biết là có ai nhớ cô người Hoa là cô Lisa Wang, nhưng mà cô Lisa, cô làm việc ở chỗ chợ Green Market đó. Cô, quý vị biết mà, cô ấy, phải không? Cô ấy là người mà thường thường đến đây trong những cái dịp Tết, lễ Tết như vậy, cô hay đến lắm, và cô ấy đến, thường thường có những người quen đến. Nhưng mà hôm vừa rồi thì, thứ bảy vừa rồi thì có người gọi tôi, nói mục sư ơi, mục sư có biết cái cô đó, bà con của cô đó là ai không? Anh chị em có ai không? Bây giờ kiếm không ra cô ấy đâu hết trơn. Cô ấy bị ngất xỉu rồi, cô ấy mướn một cái căn phòng ở nhà của người ta, rồi đến cái người chủ nhà đó, họ thấy cô này không ra khỏi nhà, thì họ gõ cửa, gõ hoài, không thấy mở cửa. Thì lúc cùng họ phải kêu cảnh sát đến phá cửa vào, thì cô ấy bị xỉu trong đó rồi. Nhưng cái vấn đề đó là kiếm không ra người, cô có bà con tại đây, không ra người. Và đến cuối cùng kiếm hết chỗ này chỗ khác thì mới thấy được là có người em ở tại trên LA. Và đến coi kia người em biết được thì cô đã ở trong bệnh viện Fountain Valley rồi. Và khi biết được như vậy thì biết được và xuống được chỉ có mấy ngày thôi là cô ấy qua đời ở tại bệnh viện Fountain Valley. Cái ý mà tôi muốn nói tại đây đó là chúng ta cảm ơn Chúa với đại gia đình của Chúa. Quý vị có với nhau như vậy, quý vị yêu thương nhau, quý vị nâng đỡ nhau, quý vị chia sẻ cùng với nhau như vậy. Bà con xa không bằng láng giềng gần là bài cơ như vậy. Cho nên cảm ơn Chúa về hội thánh của Chúa. Đối với tôi đó, hội thánh của Chúa là một gia đình, và tôi tin rằng nhiều con cái của Chúa vẫn nghĩ như vậy. Tôi vẫn tin rằng hội thánh là một gia đình. Cho nên vì vậy đó, các con của chúng tôi nó vẫn gọi quý vị, các ông, các bà, các cô, chú, các bác chẳng hạn như vậy. Bởi vì nó có một cái mối liên hệ, và chúng tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên vì vậy, tôi cảm tạ ơn Chúa dù cho cái mùa dịch trong thời gian vừa qua, nhưng mà quý vị vẫn yêu mến, yêu thương nhau, nâng đỡ, chia sẻ. Tất nhiên có nhiều khi chỉ cần gọi điện thoại khích lệ tinh thần mà thôi. Cảm tạ ơn Chúa. Cho nên xin Chúa tiếp tục ban phước cho hội thánh của Chúa, và đặc biệt xin Chúa ngày tiếp tục dẫn dắt, gìn giữ hội thánh của Chúa, và giúp cho chúng ta các sinh hoạt trong những ngày tới được tốt đẹp hơn. Thật ra thì
Hội thánh người Hoa đó thì họ đã nhóm bên ngoài ngày hôm nay rồi, bên nói tiếng Anh đó, nói tiếng Hoa thì có thể đầu tháng 3 họ sẽ nhóm trở lại. Hôm tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng tính là bắt đầu một vài cái chương trình khác, nhưng mà Hội thánh người Hoa thì họ đề nghị, họ nói rằng thôi bây giờ phải chậm chậm trở lại. Và nhất là trong cái mục vụ bóng bàn đó, thì ông Phước tuần thì chúng tôi tưởng là bắt đầu rồi, nhưng mà cuối cùng thì vì cớ nhà thờ thì muốn rằng tất cả những cái chương trình trong nhà thờ sẽ bắt đầu cùng một ngày đó, cùng một cái tuần đó. Ví dụ họ dạy múa hoặc là dạy học, hay là có những cái lớp học ở tại đây chẳng hạn như vậy, thì muốn bắt đầu cái chương trình nó cùng một ngày, cho nên có thể bắt đầu vào tháng 3. Và khi vào tháng 3 thì họ thấy người Hoa họ sẽ có thể trở lại nhóm ở tại đây giống như chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, thôi nên kết cảm ơn Chúa chúng ta được nhóm ở tại đây như vậy. Tại vì cái số người chúng ta không có đông, chúng ta có thể ngồi giãn cách được. Cho nên cũng cảm ơn Chúa về điều đó. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta, cầu nguyện trong những ngày tới để chúng ta có những cái sinh hoạt nó trở nên tốt đẹp hơn, nó thuận tiện hơn cho các con cái của Chúa trong việc học hỏi lời của Chúa, thờ phượng Chúa và gây dựng công việc nhờ Ngài. Hoa trong nhà thờ ngày hôm nay dâng thì có hai gia đình. Từ năm ngoái thì chúng ta mỗi khi dâng hoa thì chúng ta cần ba gia đình, ba người dâng, và trong năm nay thì bắt đầu năm nay thì chỉ cần hai người thôi. Và cảm ơn Chúa thì có hai gia đình dâng hoa. Gia đình đầu tiên là gia đình của ông Phước, ông bà Phước dâng hoa trong tinh thần cảm tạ ơn Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa với cái tinh thần mà ông bà cảm ơn Chúa trong sự gìn giữ, bảo vệ và cung ứng của Chúa cho tất cả những người trong gia đình của ông bà trong suốt thời gian vừa qua. Không phải bây giờ không thôi, nhưng mà trong mấy giờ trước ông bà cũng dâng hoa, cũng có tinh thần nói như vậy, chia sẻ như vậy. Và khi nói chuyện ông bà thì ông bà cũng có tinh thần cảm ơn Chúa như vậy. Cảm ơn Chúa về điều đó. Điểm thứ hai là gia đình của ông bà Tránh cũng dâng hoa trong tinh thần cảm tạ ơn Chúa, chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ gia đình, cả gia đình của ông bà. Và nhất là trong tuần vừa qua thì ông bà cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn. Thật ra thì ông bà Tránh thì có cháu nội cháu ngoại phải không à? Nhưng mà trong tuần vừa qua thì ông bà cảm tạ ơn Chúa vì đứa cháu ngoại nhiều hơn. Tại vì ông bà cầu nguyện thì Chúa ban cái đặc biệt cho cháu có sức khỏe. Và cháu lớn rất là nhanh mà ngoan nữa. Rất là ngoan về tôi nghe nói là đứa nhỏ đó như bây giờ nó ngủ với ông Tránh hơn nhiều hơn phải không? Thì ông Tránh với bà Tránh bây giờ cũng là con mọn phải không? Nhiều khi cái tuổi già là con mọn, nhiều khi cũng là đặc biệt cũng chăm sóc cho cháu như vậy cũng là điều cảm ơn Chúa phải không quý vị? Tôi nghĩ rằng cảm ơn Chúa, nhưng mà đó là tinh thần cảm tạ ơn Chúa. Cho nên vì hội thánh đồng cảm tạ ơn Chúa cùng với hai gia đình ông bà Phước, ông bà Tránh, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa tiếp tục ban phước trên hai gia đình của ông bà càng hơn trong cái đời sống, không những cho ông bà nhưng mà các con các cháu ở trong gia đình nữa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và chúng tôi cũng cảm ơn Chúa về cái việc dâng hiến của tất cả những con cái của Chúa trong thời gian vừa qua. Cái số này thì tôi chỉ có ghi đây là trong cái tháng 2 mà thôi, cho nên quý vị nào mà không có tên ở đây thì nhắc cho tôi biết chút xíu. Cảm ơn Chúa về cái điều đó. Tôi biết rằng trong cái mùa này thì có một số quý vị cũng gặp khó khăn, thì tôi chỉ mong rằng chúng ta bằng đức tin làm những gì tốt đẹp nhất trong chính đời sống của mình. Tất nhiên nếu chúng ta tin cậy Chúa thì Chúa là đấng cung ứng cho những gì mà chúng ta có được trong chính đời sống của chúng ta. Tôi xin Chúa ban phước cho chúng ta ở trong cái tinh thần này. Ok, chúng ta hiệp ý trong sự dâng hiến cho Chúa, và sau đó chúng ta sẽ nhận sự chúc phước trước khi chúng ta ngưng sự thờ phượng Chúa tại đây. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện quý vị. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con được cùng nhau thờ phượng Chúa trong thời gian này, và chúng con cảm tạ ơn Chúa về sự hiện diện của Chúa và sự chúc phước của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng con được nhóm lại sau một thời gian chúng con không được nhóm tập trung ở tại nhà thờ, phải nhóm trực tuyến. Nhưng mà chúng con vẫn nhìn thấy bàn tay của Chúa, chương trình của Chúa, sự cung ứng của Chúa, sự chăm sóc của Chúa, sự bảo vệ của Chúa cho các con gái của Chúa, cho hội thánh của Ngài. Cho nên vì vậy con cảm ơn Chúa thật nhiều về sự yêu mến Chúa của những con gái của Chúa, sự trung tín của những con gái của Chúa đối với Chúa và đối với hội thánh của Ngài. Ơn cả thêm ơn, con cầu nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ ban sức khỏe cho tất cả những con cái của Chúa. Nếu ai trong chúng con còn có sự mệt mỏi ở trong thể xác, con cầu nguyện xin Chúa là bác sĩ đại tài, Ngài thăm viếng cái đặc biệt, Ngài chữa bệnh đến cho những con cái của Chúa. Ngài thêm ơn thêm sức để con cái của Chúa được tự do mọi bề trong tất cả những sinh hoạt hàng ngày, để rồi chính đời sống của họ cũng sẽ là những bài ca để ca ngợi Chúa. Niềm vui phước hạnh của Chúa sẽ tuôn tràn trong chính đời sống của họ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con cảm ơn Chúa
vì khi chúng con được thờ phượng Chúa tại đây, chúng con có cơ hội dâng hiến cho công việc nhà Chúa. Xin Chúa ngài thì giờ này nhận số tiền chúng con dâng hiến cho Chúa, và xin Chúa sử dụng số tiền đó tiếp tục cho công việc nhà ngài. Không những hôm nay không thôi, nhưng mà con cảm ơn Chúa vì sự trung tín dâng hiến tất cả những con cái của Chúa trong thời gian vừa qua. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho gia đình và những con cái của Chúa nữa, ban ơn gìn giữ họ khi đi ra đi vào hoặc trong tất cả sinh hoạt đều ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa. Chúa bảo vệ gìn giữ họ để chính họ công đời sống được an toàn, được bình an, được phước hạnh, để niềm vui đó sẽ tuôn tràn trong chính đời sống của họ. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. We just give thanks to our Heavenly Father for the time we can worship you. Thank you for everything you provide for us in the past few months, and also it's just thank you for the opportunity that we show our love to you through the giving. We believe everything we have belongs to you. You entrust to us, so we just ask to receive the gift, bless it, and use it for your glory. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi biết thời gian này không biết là tôi mời chắc mời mời bà Hương hoặc lấy dùng, không biết ai có tiền dâng trong thời gian này thì có thể lấy dùng. Tôi biết là một số quý vị đã dâng hết trong tháng rồi, có thể dâng hàng tháng đó. Nhưng nếu ai có sự dâng hiến thì có thể đưa cho dâng đây cho bà Hương kia. Rồi biết là phải tới thôi. Tại tôi biết là một số quý vị đã dâng hàng tháng rồi đó. Cho nên cảm ơn Chúa với sự dâng hiến của tất cả quý vị. Ok, tôi mời quý vị đứng dậy, chúng ta cùng nhau cảm ơn Chúa và chúng ta sẽ nhận sự chúc phước trước khi chúng ta nghỉ thì thờ phượng Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính lạy Chúa và của chúng con cảm ơn Chúa về sự hiện diện của Ngài, cảm ơn Chúa về sự ban phước của Ngài. Trước khi chúng con nghỉ sự thờ phượng tại đây buổi chiều ngày hôm nay, con muốn cầu nguyện xin dâng tất cả mỗi quý cụ, quý ông bà, anh chị em của chúng con trong tay của Chúa trong một tuần lễ mới. Con cầu nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng với chúng con. Khi chúng con đi ra đi vào, Chúa ngài bảo vệ chúng con. Ngài gìn giữ chúng con, hướng dẫn mỗi đời sống của chúng con để tất cả mọi sự tốt lành, mọi sự phước hạnh của Chúa sẽ tuôn tràn đến mỗi chúng con, gia đình của chúng con. Chúa sẽ ban phước cho chúng con, cho hội thánh của Chúa cũng như cho những người lân cận của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Before we dismiss, we just commit our new week into your hand. We just ask our Heavenly Father to be with us, to give us the guidance, and give us the protection, special, give us the wisdom for every decision we are going to make in the new week is being glory to your name. May the love of our Heavenly Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of Holy Spirit be with you all. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự thông công của Thánh Linh ở cùng với tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Amen. Chúng ta nghỉ tại đây. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị trong một tuần lễ mới.